mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight chim sẻ nhắng. Nhanh thôi, em thấy Dương Triệu Hải nhá, 2,5 triệu luôn. Rừng đã có quả cũng thấy luôn, voi và hiêu đâu, 2 rừng luôn. Vâng, không thấy voi hiêu gì, thấy đúng có sư tử anh em ạ. BG ở đây hiêu xa quá, ôi đôi sư tử rồi, hỏng rồi. Áo may không trên dân. 9-0 mới có thưởng anh em ạ, chứ 7-0 chưa có thưởng. 9-0 được thưởng 7-9 và quỹ donate luôn. Rồi như vậy là đã có được một mỏ quả đầu, một bầy hiêu đầu và 2 cánh rừng đến từ cái rủ chim sẻ. Làm vòng đi dò thôi và luồn bầy hiêu này về. Đây bầy hiêu đầu. Tránh Nguyễn Thắng nhá, một bầy hiêu 7 con đến từ chim sẻ nắng luôn. Mặt này có vàng cũng rừng kín luôn ạ. Chàng trai Hồ Nguyễn nhá, chào anh em. Và hy vọng anh em có thể quét mã QR code đang có cho mình để donate cho cái thủ tham gia giải đấu lần này. Trời ơi, lỗi rồi. Như vậy là bầy hiêu 7, còn bầy hiêu 6 thôi. Rồi tập trung luôn bên kia này về. Mai còn đối đầu chịu bệnh nữa anh em ạ. Tí nữa chúng ta xem trận đấu giữa No.1 với cả Nam Song Kyu. Về cơ bản thì No.1 và Nam Song Kyu đều là những game thủ phải nói là hết sức là có những cái chất riêng rồi. Với No.1 thì anh em có thể biết trận đấu đỉnh cao của anh ấy, đỉnh cao về mặt đem lại tiếng cười. Xem No.1 rất là buồn cười anh em ạ. Như hôm trước mình sẻ bình luận No.1 thì anh đen cả nhà chính luôn. Chịu rồi, không biết là tối nay No.1 sẽ đen cái gì đây. Trước đen này chốt đầu rượu đen mỗi là gì biết luôn. Đây còn hiệu cuối cùng đưa về hiệu thứ 6. Bài đang có được S đầu, hiệu đầu, quả đầu và đang hơi thiếu đồ anh em ạ. Tí em sẽ có bình luận với anh Quỳnh ơi. Thêm vòng nữa đi dò. Anh 7 loại rồi thì thôi chứ biết làm nào. Bài đang có được 2 bầy hiêu, xin bỏ quả nào. Một lát nữa mình sẽ cho bình luận cho No.1 nhé anh em. Chưa có thêm đồ gì ăn. Mới có 2 bầy hiêu thôi. Đây bầy hiêu bên ngoài này chúng ta có thể đóng hết nhân đôi, em kể hiêu cả gỗ này. Và BA đóng ra sau cái cánh rừng thông trước cửa nhà này luôn. Đây đóng gần bầy hiêu này luôn. Em dự 8 rưỡi xong. Hơn 8 rưỡi tí. Rồi giải quyết bầy hiêu này thôi. Ad nhân đôi bầy hiêu 5 con. 2 bầy hiêu quả đầu 7 có đủ không ta? 2 bầy hiêu, 1 bầy hiêu 6, 1 bầy hiêu 5, 1 mỏ quả đầu 7. Đủ không chị? 2 bầy hiêu, 1 bầy hiêu 6, 1 bầy hiêu 5 với 1 mỏ quả 7 có đủ không? Đủ à? Thế thì ép tròn này rồi đấy. Chả có thêm gì nữa. Quả 7. Rồi bây giờ phải nắn nót mấy con hiêu này này anh em này. Mệt mỏi ghê. S3 rồi. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Kim Cương giải đấu. Đó chính là nhà chợ hệ thống quán nhậu tự do với 17 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc bên người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do với rất nhiều những món ăn ngon, những không gian mắc binh chắc chắn sẽ làm anh em hài lòng. Đặc biệt hệ thống quán nhậu tự do đang có chương trình ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill dành cho anh em. Khi anh em đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chim sẻ nhắng, các bạn có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận hoặc truy cập vào website quannhaututo.com. Rất mong là anh em ủng hộ cho nhà đi chợ Kim Cương giải đấu lần này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi như vậy là con hiệu tiếp theo sẽ đưa về BB được bo về mặt 9 giờ rồi. BA nó sẽ đóng ở đây thôi. Đang cố gắng đưa nốt con hiệu này về. Tới từ đến một chim sẻ. Lúa về cái S3 đưa. Và rất là loằng ngoằng. Vào Sài Gòn nhậu Hải ơi. Vé đâu anh không đưa thì khó. Rồi gom dần đóng ra điều kiện thôi. Còn hiệu tiếp theo. Ui giời ơi, BA và BM. Bài sẽ vẫn cái 9 thôi. Ép tròn bài này. Nhưng mà có vẻ không cộng dân thì sao ấy. À đây vẫn cộng. Vẫn cộng anh em ạ. Rồi như vậy là 9 phút 56. Hơi lỗi một tí với bài 25 dân cộng 1 dành cho những đồ chim sẻ gỗ nhiều. Chúng ta sẽ tập trung ngồi quấn mớ ruộng luôn. Sẽ phải là hơn chục cái ruộng dưới chim sẻ trước khi lên đời. Không đủ nó chặt gỗ, nó chặt gỗ chưa nhỉ? Chưa đúng không? Lên đời cân nhau thôi. Rồi nó chặt gỗ, chưa được.
hơi muộn đấy. 13 mấy, 14 mấy, vẫn chưa đâng đâng này, đâng này. 10 phút 51 mới đâng được chặt gỗ này. Sẽ tiến Yugi nhá. Hôm nào ra một chuyến lên trong tấn nhậu đi Hải ơi. Ok anh, trước em ăn 33 ở cái quán ngay gần vòng xoay lên trong tấn lên hướng về Nam Cường. Rồi dân ăn hiệu đứng chơi rồi. S2 rồi ăn gỗ rồi, chúng em gỗ anh em ạ. Đây, vẫn thoải mái lực để nâng cấp bánh xe. Giờ là tăng A. Bạn hãy cùng xem Dưa Chua có bài đấu như thế nào. Check cấp 1 giờ. Bài này chắc sẽ chỉ đánh được 4A thôi, lực không có nhiều. Bây giờ phải bo bến cái mặt 1 giờ này, nâng cấp bánh xe. Tóc vài con dân 3A được thiết kế rồi. 3A cũng hoài à? Các bạn lên sớm đấy. 3A mà thắng à? 4A. Bo bến nhà cửa mình. Nói chung bài này khung thì vẫn đẹp. Ông nóng trên đấy cao quá. Nào các anh cùng xem là Dưa Chua có bài đấu như thế nào nha. Bài sẻ thì 4A mặc định rồi. Đợt đầu tiên 4A đứng thủ. Ra ruộng. Hai ghe ở đây. Bây giờ Dưa Chua đứng dốc trước cửa nhà này là vỡ này. Chỉ cần đứng ở đấy thôi là đau hết đầu rồi. Không biết phải làm gì luôn. Rồi tơn đầu tiên đứng trên dốc nào. Tơn thứ hai bị lỗi rồi. Bài 4A xong một chơi với đây. Thêm vài chiếc ruộng nữa đây từ chia sẻ. Vẫn đang khá là bình tĩnh ở trong trận đấu này. Một khung giờ đấy tìm nhà đội bạn. Càng ấy nhờ. Bài 4A. Bốn mươi hai triệu 48 là thắp lại tại dành cho đủ chim sẻ và Dưa Chua là bài 5A. Bài ra thắp 4A thật vật này. Là một đi quân đến từ chim sẻ. Bò bế nhà cửa mình. Gặp. Đây rồi, đây cũng vừa Dưa Chua. Đang nhiều người với nhau đến từ cả hai cầu thủ. Chưa ai mất con nào luôn anh em ạ. Kể cả con đi đỏ chim sẻ cũng chưa nằm xuống. Bây giờ phải làm sao để có gỗ 2. Gặp ngay bài 5A đến từ Dưa Chua rồi. Bò bế được góc 1 giờ lên rồi. Anh Kene xem thế đứng quân đôi bạn ở đâu đây. Và BG chay để ra ruộng. Gỗ rất nhiều. Tách một dân đào vàng. Chưa thấy Dưa Chua đâu anh em ạ. Tham Lai là số là 5x tới từ cái thủ chim sẻ. Cảm ơn anh em Getlink VN đã tiếp tục gửi tặng cho cái buổi tham gia đấu 9.090 đồng. Dãy nhà của Dưa Chua dãy BE nâng gỗ 2. Rồi, cố gắng lên nhanh gỗ 2 để còn tăng A anh em ạ. Nếu các bạn đánh 5A từ đầu thì lực quân của bạn sẽ rất là khỏe. Bốn A. Và hy vọng ngày mai thì anh em cũng có thể đặt bàn tại quán rượu tự do cơ sở 68 Lăng Thượng vào lúc 19 giờ tối mai để theo dõi trận đấu giữa chim sẻ nắng và chim mận anh em nhé. Sẽ có những voucher đến từ nhà chợ Kim Cương để đấu hệ thống quán rượu tự do và quà tặng đến từ nhà chợ Richman dành cho anh em đến check in. Rất mong được đón tiếp anh em vào tối ngày mai. Đến 19 giờ bắt đầu đấu quân rồi. Dưa Chua đang rất đông quân, sẽ bây giờ mới tăng nhà BA thứ 5. Nếu như mà cứ như thế này là chúng ta sẽ mất dốc trước cửa nhà BA. Đội bạn đang chưa biết nhà chúng ta ở đâu anh em ạ. Đội bạn chưa nhìn thấy dốc nhà chúng ta, đội bạn đang nghĩ rằng sẽ nằm ở mặt 3 giờ đây này. Đang giật quân về mặt 3 giờ đấy chim sẻ. Cái này căng đấy, đội bạn 5A từ đầu, sẽ bây giờ mới tăng BA thứ 5. Ruộng rất nhiều BA thứ 6. Đứng hết trên con dốc này nào. Kene xem quân đội bạn ở đâu rồi. Đây đây, đội bạn đứng dưới này. Đối phương không dám đẩy quân đi quá xa khỏi khu vực nhà của mình. Đấy từ Dưa Chua. Sẻ đang cho hai dân đào vàng luôn rồi. Đứng trên dốc này kê, đợi tụ quân. Và đợi mắc binh công nghệ nữa. Bây giờ chúng ta cần một chiếc nhà BC. Đào được 80 vàng rồi. Thêm vài chiếc ruộng mặt bên ngoài này. Vẫn đang đánh phát triển anh em ạ. 6A, 7A. Tập này tôi nghĩ Dưa Chua 7A rồi. Quan trọng là Dưa Chua có lên đầu máu hay không thôi. Đã đủ công nghệ, đã đủ vàng để nâng cấp công nghệ đầu máu. Nhưng bây giờ chúng ta cần BC. Đang CDME và BC thiết kế để chia sẻ. Rồi Dưa Chua bắt đầu lên rồi về.
Vâng, không phải e đấy, chia sẻ với chia chung quay đầu luôn. Mọi người biết sẻ được một cú dốc quá cao, không thể nào lao lên được, ăn được một cung đờ đối phương. Và đã có cung đờ đứng sau rừng để có thể rỉa gỗ của người thủ chim sẻ nắng. Đấu quân nào. Đáp lại 91 dành cho người thủ chim sẻ đang điều gờ với chia chua. Mỗi bên đều đang có một con dốc của mình. Lùi lại thôi. Nâng cấp công nghệ đầu máu dành cho người thủ chim sẻ. Và tham lại là số là 84. Giữa chua có đầu máu hay chưa đây? Anh ấy đang muốn rình rình lao lên mặt này. Và đã bắt đầu lao lên đến giữa chua rồi. Là rất đông quân tới từ cái thủ giữa chua. Sẻ đang gom nốt đông quân ở trong nhà mình ra để đấu quân đội bạn. Và tham lại là mùa 90 đến chim sẻ. Như vậy là chưa đấu. Vẫn đang xong dần, rất đông quân đến giữa chua anh em nhé. Tham lại là 90. Càng nhỉ. Dưa chua bắt đầu tràn vào. Chúng ta đã lên xong công nghệ đầu máu rồi, móc binh công nghệ rồi anh em ơi. Dưa chua có đầu máu hay chưa? Dường như là đã có đầu máu. Dưa chua đã bỏ một dốc trước cửa nhà chim sẻ và chúng ta sẽ có turn back up từ phía sau để có thể đấu quân đội bạn. Nào, đấu thôi. Một turn mà đang có hai cánh quân dành cho cái đội chim sẻ đang đối đầu với dưa chua. Tham lại là 81 dành cho chim sẻ cũng đã tụt tham khá nhanh sau một tình huống đấu quân như vừa rồi. Đang phải giật quân lại đến từ chim sẻ. Một tên nữa nở ra. Đội quân dưa chua đang có cũng là cực kỳ đông. Sẻ vừa tăng thêm chiếc nhà BA nữa rồi. 8 nhà BA rồi anh em ạ. Rồi bạn đã để Nature. Nên là chưa bắn ra được đủ chim sẻ. Thêm chiếc nhà chị mới đều thể khai thác gỗ. Và đấu quân đối phương. Rất nhiều cung đường nở ra sau một tên. Sẽ nghe Bisu mạnh nhá. 92 đó tham lại với thủ chim sẻ. Dưa chua đang đứng trước cửa dòng dốc này. Không xuống nữa rồi. Và như vậy là 46 dân đến dưa chua, sẽ là 57 dân anh em nhá. Dân đang nhiều hơn. Đến dưới 591 với 10.000 đồng đã donate kênh thủ thân giải đấu ạ. Cho anh em thì tốt, thành cho anh rất nhiều. Và dưa chua ở mặt 3 giờ bắt đầu dập về đến dưa chim sẻ để đỡ lại dân này của dưa chua. Và vẫn đỡ được nha. Dành cho thủ chim sẻ và bây giờ chúng ta có thể tràn ra dốc rồi. Tràn lên dốc đi. Tầm này tràn dốc được rồi. Quân đang đâu không kém đội bạn. Bây giờ thì công nghệ đều ngang nhau rồi. Và quan trọng là chúng ta có những huống điều tốt hơn dành cho cái thủ chim sẻ trước cái thủ chưa chua. Các bạn nhìn thấy 7-8 nhà BA nở cùng một lúc. Rất đông cung R được đẩy ra dành cho cái thủ chim sẻ. Bắt đầu bung nhà chính ra để khai thác gỗ nhiều hơn. Và tờ này đỡ thoải mái chút chưa chua luôn. Rất ghê gớm dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Vẫn đỡ tờ này vẫn khỏe. Mặt này cũng như hở tí chốt cái BK vào đấy. Rồi tham lai là 85 tới chim sẻ nắng. Và đã đỡ nhà xong trước cái thủ dưa chua. Chốt cái BB. Và bung nhà chính ra khai thác gỗ nhiều hơn. Tấn quân tiếp theo dành cho cái thủ chim sẻ. Làm cái A nữa không? Và như vậy chưa vội làm cái BA nữa đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Và tập trung ra ruộng sắp dần. Tham lai là 87 trong bài đấu này rồi. Góc này đã kín. Thời điểm khó khăn nhất chúng ta đã được giải tỏa với những huống đấu quân và phát triển của cái thủ chim sẻ. Rồi bạn chuyển sang chế độ NB để bắn rừng với một cung R đang tỉa rừng của chim sẻ nắng. Thêm chiếc chim mới rồi. Ra xích cổ cung R này lại. Định làm trò gì? Và thêm một con hai con cung R đi móc máy nữa lên dưa chua nhưng nó không mang lại nhiều hiệu quả anh em ạ. Ai à, bây giờ lại có một tên ở trong này bắn ra nữa. Khó chịu thế nhở. Để bắt đầu đi quân. Sau như con đánh thủ chúng ta đã chuyển thế đi công rồi và sang kích ruộng thứ hai dành cho game thủ chim sẻ nắng với tham lai là số làm 97 của mình. Rừng xấu rồi, đi ăn rừng xa không. Và tham lai đang cân ở trận đấu này thôi anh em ạ. Trận đấu vẫn đang rất căng thẳng. Hai cầu thủ đang cho thấy khả năng phát triển rất là bá đạo của mình rồi. Cái đuôi 306 với 12.345 đồng. Nguyễn Hải Cát Quang cũng sẽ về nhì giải đấu. Nhầm người anh ơi. Chúng trận này hỏng hết em. Rồi đấu quân thôi. Tham lai là 110 để những thủ chia sẻ. Bạn nghĩ là những cung người của những thủ dưa chua bắn đây rồi. Dưa chua đang khá là chịu khó đi công đấy. Từ đầu giờ toàn dưa chua đi công thôi. Sẻ thì đánh thủ. Đang bắt đầu bung nhà chính ra rồi. Liệu là có trận đào vàng lên 4 không nhỉ?
đẳng cấp công nghệ đào vàng. Có nhiều nhân vật một chút. Quân đã đứng trước cửa nhà đội bạn. Tham gia 121 dành cho những chia sẻ của hôm nay rồi. Vâng, tham lai lưu số là lead 2 dành cho những chim sẻ rồi anh em nhá. Tham lai rồi. Đẩy lùi cho quân đi công đội bạn. Vâng, tham lai lưu số là 130 đi chim sẻ nắng. Càng đánh càng đè thôi anh em ơi. Vâng, đang càng đánh càng đè đi chim sẻ. Thế bài đang rớt bóng mình rồi và bắt đầu đi ốp. Đây bây giờ lưu luôn là đứng thế. Lao lên luôn không? Và bắt đầu lao lên từ chim sẻ rồi. Con này là dí là gãy luôn từ chùa này. Ý đồ rõ ràng là mổ gãy từ chùa trong con này. Nếu như là chùa có thể mổ chúng ta có vâng, thằng này 140 cả Nguyễn Văn Nghiêm với 100k đã được đến cái thủ thế này đấu ạ. Đây rồi bạn ơi, không ngờ là bạn đang lao lên ở trước cửa nhà Bia với một chim sẻ. Đây một đội cao quá anh ơi, cái giải đấu này không sợ đâu. Kích 4 nào. Vâng, pha kích 4 thành công lên chim sẻ ở phút thứ 35. Như vậy chúng ta sẽ có một trận đấu đời 4 nha anh em. Ôi mai thì nhiệt béo chim nếp rồi, gặp anh thì chỉ có dãy nảy lên thôi. Rồi bắt đầu bước về phía cái đảo vàng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng công vào cái cánh rừng này của anh thủ chim sẻ anh em ạ. Vấn đề là chúng ta lên 4 rồi. Tránh huyết tiến tuyển nha, chào anh em. Bài này lên 4 mình đánh hot được. Ăn vài bàn nữa đây rồi, với cả thêm cái nữa là rừng tù. Map này đánh hot được. Quan trọng bên kia lên được 4 hay không nữa anh em ạ. Vâng, tầm này là 150 đánh cho thủ chim sẻ. Và thừa chua bắt đầu tràn lên rồi. Một tầng quần khá to đến với cái thủ thừa chua. Nhưng mà tràn lên thì thôi thì mình cũng phải đứng lại đấu thôi. Nhưng mà làm nào. Bây giờ thì không có tầng nữa phía sau lên 4 xong. Nên chim sẻ hủy hết cũng là beat hot nào. Công nghệ chặt cố 3. Công nghệ chặt cố 3, ok, đang công nghệ chặt cố 3 đây rồi. Bắn rồi. Một bộ bạn nữa đang ở đâu. Và top line là 130 tới đủ chia sẻ. Rất nhiều dần là điện hoàng bên ngoài. Thì bây giờ là những con hot thì nó sẽ khác biệt hơn so với những đôi bên vừa là rất nhiều anh em ạ. Rồi đang 4 thôi. Nó đang 7. Tháng 2 là 123 như vậy lúc này 3.000 gỗ rồi. Đã nhiều quá nhiều gỗ. Vẫn chưa dứt điểm được cái dưa chua. Nhưng đã rất là lì. Và tôi vẫn chưa lấy dưa chua có mấy con màu đen đen anh em ạ. Tránh tuyên trịnh nha, chào anh em. Rồi đó xong rồi, hot bắn khác là tỷ số là 2-0 đây cho chính trận thắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Kèo xiên một trận nữa nào anh em ơi, xin một trận nữa nào các. Gold, please.